Em ông gả tiếp về dòng ăn bông bí luộc dưa hương nấu canh. Vậy á hả? Trời ơi, Ni về Ni mừng mà Si không mừng cô gì hết trơn. Nhanh lắm, tranh thủ mở cửa cái là chui vô nhà liền. Rốt cuộc cũng được vợ chồng cộng xã. Còn đây, đây là cá bóng tượng mẹ cho. Đó, ba con cá mập ú nụ ù ù luôn nè mọi người. Bây giờ Trâm sẽ đem đi kho xả ớt. Cá này mẹ Trâm cho cho mà mẹ Trâm mần sẵn luôn rồi mọi người. Khỏe ghê, giờ chỉ cắt khoanh khoanh ra rồi kho thôi. Rồi, lại là ướp cá theo công thức những gì tổ tiên đã mách bảo. Cứ tỷ lệ 1:1 và một hồi liếm lại. Một hồi nữa là còn nêm lại nữa chứ chưa chắc gì nó vừa ăn nữa đâu. Rồi nêm vô một muỗng cà phê bột ngọt. Kiểu giống như mình quên gì vụ gì đó. Đó, ăn bột ngọt rồi cho mất trí nhớ như người ta rồi. Yêu yêu tờ yêu tiêu. Đó. Ớt khô vô, ớt khô tỷ huynh. Cái này nhà Trâm ăn cay được cho nên là kho phải có ớt nó mới thơm mọi người, mà ăn quen rồi không có là cảm thấy nó rất là tanh. Kho xả nghệ thì không thể nào thiếu bột nghệ. Đó, cho vô miếng bột nghệ. Rồi sau đó xắt miếng hành đang bỏ vô ướp cho nó thơm mọi người. Nào xấu xấu thì xắt xả nào vừa. Bây giờ xắt cái xả nãy Trâm nhổ nè. Do bạn nhỏ anh không có ăn cái gì xả bầm được cho nên là Trâm sẽ để nguyên khoanh trong kho luôn. Mấy bạn thấy cái nồi đất của Trâm đen thui thù lùi luôn không? Đó. Mình phải mua về mình phải gia nhiệt lại mọi người. Mua mỡ heo về đun lên, đun cho mỡ heo nó cháy thành than, nó bốc khói luôn rồi mình tắt bếp. Cho miếng đường vô đặng thắng nước màu. Hôm qua Trâm hái cho bạn Trâm hết 2 trái rồi, bây giờ còn có trái cà bá lửa đặng đặng. Hôm qua có ai coi Trâm chọn làm video trộn đất, các bạn hỏi là Trâm trộn đất sao, hôm qua Trâm có làm cái video trộn đất đó. Đó, đường nổi bọt là nó sắp vàng đó mọi người, sẽ cho vô một tí dầu tỏi. Bắt đầu sẽ cho cá vô luôn. Sẽ cho cá vô luôn. Đoạn này là vàng rồi nè. Đó. Ôi nó thơm bể cái lỗ mũi luôn. Trời ơi có trứng nữa nè mọi người. Hồ hồ. Tới một chuyện luôn. Bữa hổm Trâm có làm cái video kho cá bóng tượng, kho tiêu rồi. Bữa nay á, tới kho xả nghệ. Đó. Cho xả vô luôn. Để Trâm chăn trở nó cái mọi người, chăn trở cho nó đừng có bị khê cái đi, rồi bắt đầu á Trâm cho nước vô. Rồi thả đi Trâm đi hái ớt mọi người ơi. Cái ớt nó ra bông nữa quá trời luôn. Nghe đi hái ớt tưởng xa lắm, ai về hái ớt kế bên. Mình mà không hái ở nhà, Trâm đi mần cái ở nhà chim nó cũng ăn rồi mọi người. Trâm có hái một ít Trâm bỏ trong tủ đông. Thả ớt vô, cá này mà cá tươi là ngon dữ trời luôn á, tại vì Trâm ở xa nên là mẹ Trâm phải mần sẵn rồi, phải bên đây phải cấp đông rồi mọi người chứ. Cá này mà ăn tươi là thôi luôn á. Nó thịt dữ lắm, nó không có xương, nó không có xương tâm. Khi kho cá đó là tớp mỡ nha mọi người. Trâm không biết sao nhưng mà Trâm rất là mê bỏ tớp mỡ vô lúc kho cá nha. Nó thơm sao á. Đó. Nhìn vậy thôi chứ mà mình bỏ vô một hồi nồi cá mình nó thơm chứ nó béo lắm. Trời ơi, chiều nay chỗ Trâm á ếch nhái ở nương cũng kêu nghe buồn á. Hôm qua Trâm hái 2 quả dưa leo Trâm đem cho bạn Trâm rồi. Đó, bây giờ Trâm còn 1 quả nè mọi người. Bên kia nó còn đang ra nữa. Đoạn sau này nó sẽ thành dưa đèo á. À, hồi nãy giờ cứ lo nồi cá mà quên tới cái nấm. Đây nó ra nữa nè mọi người, thấy ham không? Bây giờ Trâm thu hoạch nữa nè. Hôm qua hái còn chưa ăn hết nữa, Trâm gói giấy Trâm cất rồi. À, bây giờ lại thu hoạch tiếp nè. Chuẩn bị nó ra nữa nè. Trời ơi coi nè. À, thấy ham không mọi người? Gì chứ mà mình nấu canh rồi cũng ngon nữa. Nấu canh với rau dền nè, rau mùng tơi. Công nhận phôi chiến này ok ghê luôn á mọi người. Nói chung là Trâm trồng vụ thứ tư rồi nhưng mà cái vụ này là nó cái bình thường nó ra nhiều mà chiến này nó ra nhiều mà cái tay nó cũng bự nữa. Nhà đông á thì mình quất chục phôi. À, còn nhà nào ít á thì mình làm 6 phôi, 4 phôi giống như Trâm là Trâm làm 6 phôi đó. Nó ăn xây vòng hoài à. Mấy bạn đừng có gọc bịch nha, gọc bịch là ăn nó nhanh hư phôi lắm. Nên mình không gọc bịch là mình ăn được khỏi 3 tháng, còn mấy bạn mà gọc bịch là nó nhanh hư lắm. Mọi người thấy vàng khổ qua của Trâm nhìn thấy ham không? Đó, vừa khổ qua, vừa mùng tơi, gì tùm lum hết trơn. Về cái chiều thấy treo, lũng đa, lũng đỉnh. Nhìn cũng vui chứ bộ. Ấy Ni với Đu Si thấy cái chị đó dắt con bò quảng hồn bỏ chạy mất tiêu rồi mọi người. À. Trời, tội nghiệp không? Rồi giờ về nhà nuôi dịch hả? Kệ phụ ảnh cũng được hen. À. À bữa nay thả thêm gà nữa hả? Dạ. Rồi sao bữa giờ không thấy thịt thả vịt trong ngoài đây nữa?
À vậy đó hả? À à. À thôi kệ, ở nhà mà có công ăn chuyện làm cũng được. Trời ơi, trong kho cá mà thơm quá, chị đó đi ngang phải hỏi luôn á mọi người. Mình kêu chị chứ mắt nhìn bạn đó chắc nhỏ tuổi hơn trăm. Hả năm. Trời ơi, một cô bị mất con chó mọi người. Con phèn mà hay lại trong bung gua đó. Bây giờ nó mất nó bị bệnh, nó nằm bên kia, còn con Nga mất con ớt mất tiêu rồi. Đang nấu tự nhiên hết. Kho cá trong nhà nó hôi mọi người cho nên Trâm hay nấu ngoài đây. Tự nhiên nghe năm kể con phèn bị vậy thấy tội nghiệp vậy. Hồi giờ Trâm đâu có biết tên nó đâu mọi người, Trâm thấy nó lông nó màu phèn phèn cái kêu phèn vậy thôi. Tên thật của bạn phèn là bạn Na. Mẹ mong gả thiếp về dòng ăn bông bí luộc dưa hương nấu canh. Tắt bếp rồi mà nó vẫn còn sôi ụt vậy đó mọi người. Hả? Cái nồi này nó nóng lâu lắm. Trời ơi hấp dẫn quá. Hả? Chiều nay sẽ có một bữa cơm ngon. Cá mẹ cho, canh cải nhà chồng, gớt cái nát. Sẽ cho vô một tí tiêu nữa nha mọi người cho nó thơm. Chưa có ăn cơm được đâu. Vậy cái hồi bỏ vô ngăn đá tủ lạnh mọi người, cái lắc lắc lên là nó tơi ra. Để dành Trâm ăn với mỗi lần rửa lâu quá, mất thời gian nữa. Xong. Ngon không con? Cá này đâu có xương đúng không? Chỉ có xương tâm thôi đúng không? Ủa vậy? Chỉ có xương sống thôi. Nó như con lươn vậy đó mọi người, có xương sống ở giữa thôi. Rút ra là không có xương tâm vậy nên dễ ăn. Ngay cũng cộng xả hơn. Kệ không ăn canh cải hả con? Không ăn canh cải hả? Cải nhà chồng mời bạn ăn nha.